Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Moto Sài Gòn sẽ cùng với Speed Angel Tại Nghi đang có mặt tại showroom của Honda Moto Phát Tiến 165 Buster quận 3 nhé. Thì hôm nay sẽ có hai cái mẫu xe cực kỳ độc đáo luôn, rất là đặc biệt luôn. Siêu phẩm Honda CBR 1000RR, thêm chữ R nữa là 3R. Mẫu rất đặc biệt. Hôm nay mình sẽ cùng Speed Angel khám phá chi tiết cái mẫu xe đó các bạn. Ok, mình vào showroom thôi. Ok, đây, trước mắt anh em đây là mẫu Honda CBRR nhé, thêm chữ R 3G nhé anh em, phiên bản tiêu chuẩn nhé. Đây là hai chiếc đầu tiên về Việt Nam nhé, là phiên bản tiêu chuẩn thì nó có hai màu lựa chọn, màu đen với lại màu HRC. Ba màu ở đây trắng xanh đỏ đặc trưng của đội đua HRC như anh em thấy đây. Và ngoài phiên bản này ra nó còn phiên bản đặc biệt SP nữa sẽ về sau nhé anh em. Thì trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết cái mẫu siêu phẩm này, mình sẽ cùng Speed Angel Tuệ Nghi điểm qua cái giá bán của nó tại thị trường Việt Nam cho các bạn cùng tham khảo nhé. Bây giờ mọi người thì Nghi sẽ liệt kê cái giá siêu phẩm này nha. Giá chính hãng của nó luôn là chỉ có 949 triệu thôi, nhưng mà nó đã bao gồm VAT luôn. Cái bản siêu phẩm này thì nó có hai màu, màu HRC này và màu đen nữa nha mọi người. Ngoài cái phiên bản tiêu chuẩn này á, thì nó còn có phiên bản cao cấp hơn. Thì cái phiên bản SP cao cấp đó nó sẽ về sau và nó có giá cao hơn. Thì cái phiên bản này là có giá 949 triệu đồng, thì cái giá kia là 1.049 triệu đồng nha mọi người. Thấy vừa rồi các bạn đã cùng Speed Angel Tuệ Nghi ha, điểm qua cái giá bán của cái mẫu siêu phẩm này thị trường Việt Nam nhé. Thì cái bản SP như các bạn đã vừa nghe Nghi chia sẻ đó là sẽ về sau nha anh em. Thì ở bản SP nó cao cấp hơn nhé, cao cấp hơn rất là nhiều luôn. Như là cuộc Olin trước nè, El Rambo đó, rất là nhiều. Và một số công nghệ tiên tiến hơn cái con này một tí. Thì cái bản SP vẫn là màu HRC như thế này. Thì cao cấp hơn con này đó là màu RC213VS. Thì cái mẫu 3G này nó thừa hưởng rất là nhiều trang bị cũng như thiết kế những cái công nghệ từ cái siêu phẩm xe đua là RC213VS. Thì cao cấp hơn cái con VS đó là cái mẫu xe đua của tay đua Mark Marquez. Các bạn có thể hình dung được cái sức mạnh cũng như cái vị thế của cái mẫu 3G này so với một số mẫu xe khác. Và dưới con này là cái con CBR1000RR đó, thì cũng đã có mặt tại Honda Moto Phát Tiến rất là lâu rồi. Như anh em thấy đây, tổng thể xe thì theo mình được cảm nhận thực tế ở ngoài là cái ngoại hình của nó nhìn nó to, nó cứng cáp hơn nhiều luôn nha, so với cái phiên bản Sport Bike trước đây. Những cái chi tiết góc cạnh, hình khối đồ nó hài hòa. Và cái ống xả cũng đã được thiết kế, anh em thấy đây, cũng là góc cạnh vuông vức, nó theo tổng thể xe. Đây là mẫu Bo được thương hiệu Akrapovic thiết kế dành riêng cho cái mẫu CBR1000 3G này luôn nhé. Bằng chất liệu Titan nha, Titanium siêu nhẹ. Thì do cái cấu tạo của nó siêu nhẹ nên nó sẽ khiến cho xe cực kỳ cân bằng, nó không có tình trạng mà nó bị hơi nghiêng về bên phải rồi, rất là nhẹ. Và điểm đặc biệt của đây anh em thấy, riêng cho cái hệ thống ống xả này, ở đây nó có cái van nha anh em. Khi mình đi ở vòng tua thấp thì cái van nó sẽ đóng và cái lượng khí thải nó ra nó sẽ ít đi, và cái điều đó nó khiến cho cái âm thanh của bom nó cũng nhỏ hơn. Và khi mà các bạn đi ở vòng tua cao thì cái van ở đây nó sẽ mở ra, hơi nó ra sẽ thông thoáng hơn, nhiều hơn, và cái lực của xe nó sẽ phát ra full luôn, là 214 mã lực. Ok, giờ mình sẽ bật cái động cơ lên cho anh em nghe thử cái âm thanh bô của nó nha. Ở cái vòng tua thấp nó chỉ mở, nó mở một cái ống ở đây thôi. Ở vòng tua cao khoảng trên 7 hoặc 8 ngàn nó sẽ mở cái van ở đây. Cái van này nó sẽ mở ra thông thoáng hơn, xe nó full luôn.
Phải nói là cái ống xả này cực kỳ đặc biệt luôn, được Acra Bovic thiết kế dành riêng cho cái mẫu siêu phẩm này. Một chi tiết thiết kế rất là đặc biệt của cái mẫu Fireflex này. Như anh em thấy đây là thiết kế bộ cánh gió. Thì so với một số mẫu xe khác trên thị trường cũng có cánh gió, nhưng mà như các bạn biết là cánh gió thường nó chìa ra như thế này ha, nhìn nó khá là vướng víu đúng không? Nhưng mà trên cái mẫu này đã được Honda cố tình thiết kế unibody luôn. Cái bộ cánh gió này nó ôm luôn cái dàn áo và thân xe, nó khiến cho tổng thể xe nhìn nó gọn gàng ha. Thì nó gọn gàng, nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Và đây bạn soi vào chi tiết ở đây. Cái bộ cánh gió này nè anh em thấy, nó có ba cái cánh nhỏ bên trong nữa ha, rất là đặc biệt. Và cái công dụng của cái kiểu thiết kế cánh gió này, nó sẽ tạo ra một cái lực downforce, nó giúp cho khi mà mình đi ở tốc độ cao, nó sẽ tạo một cái lực, nó ghì cái đầu xe xuống và giúp cho xe bám đường hơn khi mà mình đi tốc độ cao. Khi mà mình vào cua nó cũng ổn định hơn rất là nhiều. Thiết kế dạng đèn rất là kiểu cách luôn em thấy. Ở đây là bóng led đó nha, tất cả đều là bóng led, cực kỳ sáng luôn. Và phía giữa đây là cái hộc lấy gió. Cái hộc lấy gió rất là lớn, nó vào giúp cho xe nó hút gió, nó sản sinh ra công suất mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Như em thấy đây. Và để có được cái thiết kế hộc lấy gió như thế này thì Honda đã di chuyển cái bộ chìa khóa thành cái bộ Smart Key, nó dời vào phía đây. Như các bạn thấy đây, bên trái của đầu xe là đây là cái bộ cái nút khởi động. Khi mà mình giữ cái chìa khóa Smart Key bên người, mình nhấn nút vào đây thôi. Thì với kiểu thiết kế mà cùm công tắc nằm bên trái như thế này, nó sẽ chừa cho cái khoảng trống ở đây, chừa cho khoảng trống trên đây để thành thiết kế cái hộc lấy gió, giúp lấy gió tốt hơn vào động cơ. Đây các bạn thấy, thì thông thường như các bạn cũng biết là cái bộ cùm chìa khóa thường nó nằm ở đây. Bộ cùm chìa khóa thường nó nằm ở đây, thì cái này đã được Honda cố tình thiết kế về cái bộ cùm công tắc nó về bên trái để nó nhường vào cái vị trí này cho cái hộc lấy gió, rất là hay luôn. Và một cái chi tiết nữa mình khá là thích trên cái mẫu siêu phẩm này, anh em thấy nè, thiết kế những cái rãnh như thế này giống như vây cá vậy đó. Cái này nó giúp cho lấy gió vào nè, để tản nhiệt vào bên trong đây, dưới khối động cơ đồ rất là nhiều. Anh em để ý những cái rãnh này nó được sử dụng trải khắp thân xe luôn, trên đây và phía dưới đây nữa. Phía dưới đây thì nó giúp giải nhiệt cho cái cổ bô, giải nhiệt cổ bô tốt hơn. Chi tiết thiết kế bình xăng đúng chất của xe đua luôn. Như anh em thấy đây, cái gờ nó lõm xuống ha. Thì điều này giúp cho khi mà bạn đội nón bảo hiểm á, mình núp gió, cái càm của cái nón nó sẽ để ở đây để núp gió tốt hơn. Và dung tích bình xăng của con này là 16,1 lít nha anh em, 16,1 lít. Chi tiết cái kính chiếu hậu đây, kính chiếu hậu tương thiết kế tương tự như ô tô vậy, rất là đẹp ha. Đây là tích hợp luôn xi nhan trên đây và đèn led luôn nha. Tất cả hệ thống đèn chiếu sáng, đèn xi nhan, đèn hậu đều là trang bị đèn led cao cấp nha anh em. Dàn chân trước, đây là phiên bản tiêu chuẩn được trang bị cái phuộc Showa và đi kèm theo đó là heo Nissin. Như anh em thấy đây, heo Nissin rất là đáng giá. Thì ở phiên bản cao cấp hơn là SP, thì những chi tiết này như là phuộc sẽ là phuộc Olin cao cấp và đi kèm theo đó là heo Rambo. Thì bánh trước là 120, bánh sau tới 200 luôn nha anh em. Lớp Pirelli cao cấp dành đi đường phố cũng như là mình chạy check ok luôn. Lớp Pirelli cao cấp. Vành trước sau đều là vành 17 inch. Thì khác với số thiết kế trước đây của Honda là các bạn thấy cái dàn đuôi này ở cái mẫu trước là khá là hiền đúng không? Cái thiết kế nó dạng hình khối, hình vuông, hình tròn rồi. Tuy nhiên ở cái mẫu xe này đã được Honda vuốt nhọn cực kỳ thể thao luôn như anh em thấy. Và đèn hậu cũng rất là đặc biệt luôn, hai đèn vuốt nhọn lấy theo cái đuôi xe. Mỗi bên là ba bóng led siêu sáng luôn, rất là đẹp nha anh em. Đây các bạn soi vào chi tiết các bạn có thể thấy cái độ đẹp của cái mẫu này. Phải nói là nhìn rất là cao cấp luôn. Và đây đặc biệt anh em soi vào cái dè chắn bùn. Các bạn soi vào cái dè chắn bùn này nha, có thể tháo rời được. Theo mình nghĩ thì các bạn về nên tháo cái dè này ra luôn cho nó đẹp. Thì cái đó cái đuôi nó sẽ cực kỳ gọn luôn. Nó nhọn nó vuốt lên như thế này cực kỳ thể thao luôn. Yên xe như anh em thấy nè, chiều cao yên này là 830 nha. Thì theo mình nghĩ là các bạn đối với sẽ phù hợp cho các bạn tầm khoảng 1m7 ngồi lên sẽ rất là thoải mái, rất là vừa. Chi tiết nữa anh em thấy ở yên sau. Yên sau theo mình đánh giá là khá là nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn. Thì đối với cái này chỉ chở các bạn mà chở bạn gái rồi á, đi chắc mình chỉ đi được một đoạn đường ngắn thôi để ngắm cảnh ngắm biển rồi thôi. Chứ mà để đi tour với cái thiết kế yên kiểu này, người ngồi sau phải nói là cực kỳ đau khổ luôn, rất là khó chịu.
Các bạn thấy là cái tiết diện của nó khá là nhỏ. Thì đây là mẫu xe đua nên các bạn khuyến khích các bạn là nên đi một mình, đi tour đồ nó sẽ thoải mái hơn, cảm nhận xe tốt hơn. Trái tim chính của Honda CBR 1003R. Phải nói đây là kiệt tác của Honda dành cho cái bản thương mại như thế này. Và xe vẫn được trang bị cái khối động cơ 1000cc 4 xi lanh. Tuy nhiên cái cấu tạo bên trong nó đã được Honda trang bị rất là nhiều những cái chi tiết nhẹ hơn. Nó giúp cho cái xe nó, cái khối động cơ nó nhẹ hơn và nó hoạt động tối ưu ở vòng tua cao. Và chưa hết đâu nha anh em. Thì ở cái cấu tạo của cái khối động cơ này là cái thanh truyền của nó đã được Honda sử dụng cái chất liệu titanium, với lại kết hợp với đó là cái piston bằng nhôm siêu nhẹ luôn. Nó giúp cho cái khối động cơ nó nhẹ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên vẫn duy trì được cái độ bền bỉ cũng như là độ cứng để đáp ứng cái sức mạnh của cái khối động cơ này. Một thiết kế tuy nhỏ nhưng mà mình rất thích ở cái mẫu xe này đó, cái mỏ cày. Mỏ cày đúng đậm chất xe đua luôn. Anh em thấy đây nó kéo dài ha. Ở đây nó có hai cái rãnh gió để tản nhiệt cái cổ bô nữa nè. Mình thấy đây đó, nó kéo dài xuống tới đây luôn ha. Nó ôm lấy cái cổ bô đây luôn ha. Đúng chất xe đua luôn, nhìn rất là đẹp. Mỏ cày siêu dài luôn. Dàn chân sau của siêu phẩm 3G thì tất cả mẫu tiêu chuẩn với lại mẫu SP đều được trang bị cái heo của Rambo cao cấp nha anh em. Dĩ nhiên là ABS trước sau là phải có rồi, và có thể tắt được luôn nha. Và lớp sau là lớp của Bicoli cao cấp, kích thước tới 200 lượng. Thì vành trước sau vẫn là 17 inch. Lớp xịn nha anh em, Diablo Super Corsa SP luôn nha. Super Corsa SP rất là cao cấp luôn, thuộc sâu của phiên bản tiêu chuẩn. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn này các bạn biết là ở phục trước cũng là Showa, phục sau cũng là Showa luôn. Đấy. Thì ở phiên bản cao cấp nó sẽ là xịn hơn, trước Olin và sau đây nó cũng phục sau cũng là phục của Olin cao cấp luôn. Thì bản SP về sau thì mình sẽ có chi tiết sau cho anh em cùng xem. Anh em thấy đây thuần sport luôn nha. Và cái góc đánh lái của con này theo mình thấy là khá là ok. Góc đánh lái bên trái và bên trái 25 độ và bên phải cũng 25 độ luôn. Đây cùm công tắc bên trái đây anh em thấy bốn nút điều hướng ở đây. Điều hướng bốn hướng ở đây. Trái phải là lên xuống và nút mod và các chế độ lái của xe. Đặc biệt nữa là trên đây nó có cái nút anh em thấy đây, Tapa Passing Lab đồ. Tay phanh có 6 nút đăng chỉnh. Thì tùy theo cái kích cỡ lòng bàn tay mỗi người mà các bạn có thể chỉnh cho nó phù hợp. Thì để chỉnh mình kéo ra và mình xoay thôi. Nút bên phải thì nó cũng đơn giản thôi, nút khởi động rồi tắt mở nhanh động cơ. Một cái chi tiết rất là đáng giá mà ít ai mà để ý đó là cái trợ lực điện như anh em thấy đây, có trang bị sẵn luôn. Cái trợ lực điện của Showa nha, được trang bị sẵn luôn, nó nằm ở dưới cái hộc lấy gió lại ở trên cái chặng ba nó. Đây và theo cái bảng thông tin trên đây anh em có thể thấy cái lô hàng Honda CBR 1003R này do Honda Việt Nam nhập về, nhập trực tiếp từ Nhật luôn. Và như các bạn cũng biết đây là phiên bản tiêu chuẩn nên nó không được cái trang bị cái bộ quick ship nha, chỉ có phiên bản SP về sau chuẩn bị về sắp tới đây sẽ được trang bị cái bộ quick ship luôn. Đó là một trong những cái chi tiết khiến cho cái bản SP cao cấp hơn và nó giá nó cao hơn so với cái bản tiêu chuẩn như thế này. Mình đang trên tay cái bộ chìa khóa Smart Key của siêu phẩm CBR 1003R nha anh em. Đây là có chìa bấm luôn. Đấy. Thì chìa bấm này để mở bình xăng nè, với lại mở yên sau. Và để khởi động xe thì các bạn chỉ cần giữ cái này bên mình thôi. Mình để trong túi là được. Sau đó khi mà nó gần ở khoảng cách gần xe thì chỉ cần bấm vào cái nút bấm ở đây là xe sẽ khởi động lên thôi, rất là đơn giản. Cái cụm công tắc ở đây nó khá đặc biệt nha. Thì khi mình giữ bộ Smart Key bên cạnh mình chỉ cần bấm ở đây nó sẽ khởi động. Đấy. Và để tắt máy thì các bạn chỉ cần vặn ở đây ha. Vặn một cái là nó tắt. Và các bạn vặn giữ luôn. Và với góc đánh lái hết cỡ qua bên trái nó sẽ khóa cổ lại. Mình chỉ cần khi mình vặn mình giữ luôn, nghe một cái tập một cái là nó đã khóa cổ lại. Và để mở khóa cổ thì mình phải giữ Smart Key bên cạnh và bấm cái nút này, nó sẽ mở khóa cổ ra, vậy thôi. Khá đặc biệt. Trước mắt các bạn đây là phiên bản màu đen nhé. Thì bản tiêu chuẩn như lúc nãy mình cũng đã có chia sẻ là nó có hai phiên bản màu, màu đen lại màu HRC, trắng xanh đỏ tricolor đặc trưng của cái đội xe đua HRC. Và phiên bản màu đen này cũng khá là đặc biệt cho anh em, nó không phải là đen bóng hết hoặc là đen nhám hết. Nó phối giữa đen nhám với lại đen bóng rất là đẹp, rất là cứng cáp luôn. Đây mình soi vào chi tiết cho các bạn thấy cái sự đặc biệt của cái màu đen này. Đây như anh em thấy đây ha, ốp phía trên bình xăng đây nó là sử dụng đen nhám nha. Đen nhám mà có kim tuyến, mình thấy ở đây nhìn nó long lanh rất là đẹp luôn nè. Ở phía dưới đây lại là sơn đen bóng. Phía ốp đuôi cũng vậy. Đuôi cũng vậy. Và chi tiết đen nhám nữa là anh em có thể để ý là đây.
hai bên kính dàn áo hai bên là đen nhám nhé. Tuy nhiên phía trên đầu xe đây là đen bóng. Nói chung là được Honda phối rất là đẹp, rất là tinh tế luôn. Nhìn xe màu đen nó đẳng cấp hơn nhiều. Thì đó có tùy vào sở thích mỗi người, thì màu đen này các bạn có thể về các bạn lên tem, phối tem decal thì nó sẽ dễ dàng hơn, ấn tượng hơn so với cái mẫu HRC đằng kia. Nó đã trang bị sẵn cái bộ tem của đội xe đua HRC rồi, anh em có thể tự do mình phối tem theo cái sở thích của mình luôn. Nói chung cũng rất là đáng giá khi mà mình lựa chọn cái màu đen này, đúng không anh em? Vừa rồi Moto Sài Gòn đã cùng các bạn và Speed Angel Tuệ Nghi tìm hiểu chi tiết cái siêu phẩm Honda CBG 1003R nha các bạn. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nhé, và phiên bản SP sẽ về sau và mình sẽ có clip chi tiết hơn, thông tin về giá bán cũng như chi tiết về sản phẩm, những cái chi tiết nhất về động cơ là những thay đổi mới mình sẽ cập nhật sau trên website nhé anh em. Rồi, chi tiết về xe các bạn có thể xem trên website motosaigon.vn và nhớ subscribe kênh YouTube nhé anh em. Xin cảm ơn và chào các bạn.